Xin chào tất cả các em. Rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình dạy học qua truyền hình hôm nay. Ở tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu bài học số 26 Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1986 đến năm 2000. Bài học này được thiết kế trong thời lượng một tiết với các nội dung cụ thể như sau. Một lớn, đường lối đổi mới của Đảng. Trong đó, các em sẽ tìm hiểu hai đơn vị kiến thức là hoàn cảnh lịch sử mới và đường lối đổi mới của Đảng. Phần 2 lớn là quá trình thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến năm 2000 thông qua 3 kế hoạch nhà nước 5 năm. Tuy nhiên, theo hướng dẫn thực hiện chương trình, thì trong khuôn khổ tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 cái nội dung gồm có hoàn cảnh lịch sử mới, đường lối đổi mới của Đảng và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990. Hai kế hoạch nhà nước 5 năm còn lại nằm trong chương trình giảm tài. Vì vậy, các em sẽ đọc sách giáo khoa để chúng ta tìm hiểu thêm. Bây giờ cô mời các em cùng cô tìm hiểu cái mục tiêu. Vậy thì với ba đơn vị kiến thức đó, mục tiêu cần đạt của chúng ta trong tiết học này về mặt kiến thức là các em sẽ hiểu được hoàn cảnh lịch sử trong nước và thế giới trước khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới đất nước vào năm 1986. Thứ hai, các em sẽ trình bày được nội dung cơ bản của đường lối đổi mới được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội 6 tháng 12 năm 1986 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thứ ba, các em sẽ nêu được những thành tựu cơ bản và các yếu kém của nước ta trong thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990. Trên cơ sở đó, các em sẽ có cái sự nhìn nhận đánh giá để rút ra cái nhận định về việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 cho đến nay. Về mặt kỹ năng thì thông qua tiết học này, cô mong muốn chúng ta sẽ khai thác triệt để các cái thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại, phục vụ tốt cho việc tự học ở nhà và học qua truyền hình của các em. Về thái độ thì chúng ta trân trọng những cái sáng tạo mà ông cha ta đã xây dựng, đồng thời không ngừng nỗ lực học tập để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Bây giờ cô mời các em cùng cô tìm hiểu nội dung đầu tiên của bài. Một lớn, đường lối đổi mới của Đảng. Một nhỏ, hoàn cảnh lịch sử mới. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử trong nước. Các em thân mến, ở bài học số 24 các em đã học thì sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước ta đã hoàn thành thống nhất về mặt lãnh thổ. Tuy nhiên thực tế hai miền lại tồn tại hai hình thức chính quyền khác nhau. Và yêu cầu lịch sử đặt ra là chúng ta phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Với thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội vào tháng 4 năm 1976 trên phạm vi cả nước, thì đất nước chúng ta đã chính thức đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Vậy trong 10 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tình hình đất nước ta như thế nào? Cô chia sẻ với các em một số thông tin sau. Thứ nhất là bảng hệ thống kiến thức về tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm của những năm 1981-1985 so với những năm 1976-1980. Quan sát lên đây các em có thể dễ dàng nhận thấy so với năm 1976-1980 thì thành tựu của 1981-1985 trên cả 4 lĩnh vực đó là nông nghiệp, lương thực, công nghiệp, thu nhập quốc dân đã có sự cải thiện đáng kể. Đặc biệt trong đó các em nhìn cái thành tựu trên lĩnh vực công nghiệp và thu nhập quốc dân thì đã có cái sự chuyển biến rất lớn. Đi kèm với đó là những cái thành tựu xây dựng cơ bản cũng như là khoa học kỹ thuật cũng đã có những cái tiến bộ. Trên màn hình cô giới thiệu cho các em hai trong số những công trình điển hình được gấp rút hoàn thiện và đưa vào sử dụng ngay chính trong giai đoạn này. Đó là công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình và mỏ dầu Bạch Hổ. Vậy qua những thông tin cô chia sẻ với các em ở trên màn hình thì các em có đánh giá gì về tình hình nước ta qua hai kế hoạch nhà nước 5 năm 1976 cho đến 1985 nào? Và chắc chắn các em cũng đã rút ra được cho mình về nhận xét. Qua hai kế hoạch 5 năm đó, ta có thể thấy được nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đất nước lại rơi vào tình cảnh khó khăn và đặc biệt lâm vào khủng hoảng, nhất là về lĩnh vực kinh tế xã hội. Vậy thì đâu là nguyên nhân của tình trạng khủng hoảng này? Và cái khủng hoảng phổ biến của chúng ta diễn ra trên cái lĩnh vực kinh tế xã hội điển hình qua những cái đơn vị kiến thức cơ bản như thế nào? Thì cô sẽ cung cấp cho các em qua một cái đoạn phim. Và đoạn phim này chỉ cung cấp cho chúng ta một vài hình ảnh về một cái giai đoạn ngắn của lịch sử trước khi chúng ta thực hiện đổi mới. Các em xem phim và ghi nhận cho cô những kiến thức cơ bản cô cung cấp ở trong đoạn phim này. Một yêu anh có mayo, hai yêu anh có cá khô ăn dần. Rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X hay 9X đã bật cười khi đọc những câu thơ khuyết danh trong bài thơ Bốn Yêu.
được giới thiệu trong cuộc triển lãm Cuộc sống ở Hà Nội thể bao cấp. Thời kỳ đó tuy diễn ra cách đây chừng 1/4 thế kỷ mà với nhiều người vẫn cứ ngỡ như là cổ tích. Thời ấy, nhiều người tìm mọi cách để được trở thành cán bộ nhà nước với lý do rất đơn giản là được cấp sổ gạo, có tem phiếu mua hàng theo tiêu chuẩn. Thậm chí nhiều người không thích làm văn phòng mà xin bằng được xuống cơ sở sản xuất trực tiếp với lý do đơn giản là tiêu chuẩn gạo của người sản xuất trực tiếp cao hơn người ngồi ở văn phòng. Và mỗi lần đến kỳ đong gạo hay bộ dịch bán hàng theo tem phiếu thì ôi thôi, người người xếp hàng, nhà nhà xếp hàng, cửa hàng lương thực thực phẩm đông như chảy hội. Cái khái niệm hài hước vì ai đó trông mặt như mất sổ gạo hay mất tem phiếu có lẽ chỉ những người đã từng sống trong thời kỳ đó, từng đi xếp hàng đong gạo có thể hiểu được cái cám cảnh sự thảm hại khi phải chạy ngược chạy xuôi để lo xin được tạm cấp trước khi được làm sổ mới. Bởi ngày đó mất sổ gạo đồng nghĩa với việc cả nhà sẽ không có gạo ăn trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Những câu chuyện nhiều bạn trẻ bây giờ không thể tin nổi nhưng lại là sự thật về một thời quá vãng. Nhớ về chuyện cũ, người ta cảm thấy có chút gì đó cay cay, chua xót nhưng cũng khá hài hước. Một chút hoài niệm buồn của ngày chưa xa. Có chút gì đó để soi lại thấy mình sáng suốt khi xóa bỏ nó đi để bắt kịp một xã hội năng động. À như vậy, đoàn phim vừa cung cấp cho các em những cái câu chuyện và hình ảnh về một cái thời lịch sử của dân tộc chúng ta. Câu chuyện được đề cập đến trong đoàn phim chỉ diễn ra cách chúng ta chưa đầy nửa thế kỷ, nhưng với chúng ta gần như là những câu chuyện cổ tích. Cái cổ tích nó thể hiện ở chỗ các em thấy ở trong đoàn phim thể hiện cho các em là gì? Cái cảnh để mua được hàng hóa thì nhân dân ta phải sắp hàng chờ đợi đến cả ngày. Và sắp hàng để mua nhưng mà mua thông qua cái chế độ tem phiếu do nhà nước phân phối. Và thông qua sổ đăng ký mua lương thực đối với từng hộ gia đình và từng cá nhân. Và ở trên màn hình các em có thể nhìn thấy cái hình ảnh của những cái phiếu thực phẩm với các cái mặt hàng cơ bản, tem lương thực hay là sổ đăng ký mua thực phẩm của người dân thời kỳ đó. Và cái chuyện mà người dân chờ đợi cả ngày đến lượt mình để mua hàng nhưng lại không có hàng để mua là chuyện rất bình thường trong thời kỳ đó. Vậy thì một trong những cái nguyên nhân của tình trạng này đó chính là cái chủ trương làm việc theo kế hoạch hóa tập trung hay trong thời kỳ của cơ chế quản lý kinh tế bao cấp. Và trên màn hình các em đang nhìn thấy đó là hình ảnh chiếc kẹn được tận dụng từ vỏ của bom đạn thời kỳ chiến tranh, dùng làm hiệu lệnh giờ làm việc của xã viên. Đây là hình ảnh rất quen thuộc đối với nông dân nước ta trong cái thời kỳ bao cấp. Nghe tiếng kẹn thì nông dân đụng đỉnh vác cuộc ra đồng. Và các em quan sát hai cái hình ảnh ở phía trên cô cung cấp cho chúng ta thấy hình ảnh nông dân đang làm việc ở dưới thời kỳ bao cấp. Trước hết chúng ta có thể thấy cái khó khăn lớn đầu tiên của chúng ta là khó khăn về phương tiện kỹ thuật. Cái khoa học kỹ thuật chúng ta chưa có, vẫn là cái hình tượng con trâu đi trước, cải cày đi sau. Thứ hai nữa, làm việc theo cái cơ chế là kế hoạch hóa, tức là kế hoạch được giao từ đầu và không được vượt cái đến mức đó. Và giao kế hoạch nhưng mà không có một cái sự kiểm tra, kiểm soát cụ thể vì làm việc theo cái hình thức tập thể của các cái hợp tác xã. Và chính vì vậy, cái năng suất lao động cũng không được như mong muốn. Năng suất lao động của chúng ta hàng năm nó bắt đầu giảm sụt một cách đáng kể. Năm 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 0,4%, trong khi đó kế hoạch đề ra là 13,14%. Các em có thể thấy cái tốc độ tăng trưởng kinh tế như thế này có thể gọi là tốc độ tăng trưởng kinh tế âm so với cái kế hoạch. Vì vậy, dù là một quốc gia có thể mạnh về nông nghiệp, nhưng hàng năm chúng ta phải nhập khẩu cái lượng lương thực lớn. Và tình trạng này tiếp tục kéo dài lên đến đỉnh điểm của nó là vào năm 1986, với cái tỷ lệ lạm phát của chúng ta rơi vào cái ngưỡng là siêu lạm phát, ở cái mức là lạm phát phi mã và nhân dân thiếu đói triền miên. Cái hình ảnh phía bên biểu đồ này cung cấp cho các em cái tỷ lệ lạm phát của nước ta trong những năm 1980 đến 1986. Quan sát trên này các em có thể dễ dàng nhận thấy từ năm 1980 cho đến 1986 thì cái mức độ lạm phát của chúng ta diễn ra liên tục và không ngừng tăng. Năm 1982 các em thấy mức độ đã đạt gần cái mức là 100%, sau đó có giảm xuống, nhưng đến năm 1986 thì các em thấy lại vươn lên ở mức rất là cao, vượt hai con số, và năm 1986 tỷ lệ lạm phát của chúng ta lên đến 453,5%. Đánh giá về tất cả những cái khó khăn này của chúng ta trong thời kỳ này thì trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6
đã khẳng định. Đó chính là sự sai lầm vì kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. Vậy thì khi nhận thấy được cái sai lầm đó, đòi hỏi đảng ta phải rút kinh nghiệm khắc phục để đưa đất nước vượt qua khó khăn. Và chính trong cái bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đòi hỏi đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới để không ngừng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Về cùng với bối cảnh trong nước, tình hình thế giới lúc này có tác động gì đến đường lối đổi mới của đảng ta? Chúng ta tìm hiểu tình hình thế giới. Đối với thế giới, thì như các em đã học trong phần kiến thức lịch sử thế giới, từ những năm 70 của thế kỷ 20, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã phát triển. Và một trong những hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng này chính là sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa. Xu thế đó đã buộc các quốc gia dân tộc phải có sự thay đổi, điều chỉnh trong cái cơ chế chính sách để hội nhập phát triển. Và đó cũng là một cái thách thức lớn đặt ra đối với đảng và nhà nước ta. Quan điểm của đảng ta trước cái xu thế này là nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức để đưa đất nước phát triển trong thời kỳ mới. Cùng với đó, thời kỳ này, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện và trầm trọng. Và trong bối cảnh khủng hoảng đó, thì năm 1985, Liên Xô cũng thực hiện công cuộc cải tổ đất nước. Thì tất cả những cái thay đổi này của tình hình thế giới cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới. Như vậy, từ hoàn cảnh trong nước và hoàn cảnh thế giới, các em có thể nhận thấy một cái yêu cầu bức thiết đối với đảng ta lúc này, đó là đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đổi mới trong thời điểm này là một vấn đề bất yếu, mang ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của chế độ, đối với chính phủ và nhà nước. Và vậy thì, trong bối cảnh đó, đảng đã đưa ra đường lối đổi mới như thế nào? Cô mời các em tìm hiểu nội dung mục 2 nhỏ, đường lối đổi mới của đảng. Đường lối đổi mới của đảng ra đời từ khi nào, gắn liền với vai trò của ai? Thì cô mời các em xem đoạn phim sau. Đại hội Đảng 6 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Tinh thần của đại hội là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, nghiêm khắc nhìn nhận những khuyết điểm, sai lầm kéo dài, khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học, đánh giá cao quá trình dân chủ hóa sinh hoạt chính trị của Đảng và nhân dân ta. Đảng ta quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, vân vân. Xác định nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo. Đại hội đưa ra thực hiện khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đại hội 6 là đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết để tiến lên, có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội và mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Như vậy đoàn phim cung cấp cho chúng ta cái thông tin rất rõ. Đại hội 6 là đại hội của đổi mới và phát triển. Do vậy, đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại đại hội 6 tháng 12 năm 1986, sau đó được điều chỉnh bổ sung và phát triển ở các kỳ đại hội 7, 8 và 9. Và đại hội này nó gắn liền với vai trò của nguyên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ông chính là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1986 cho đến tháng 6 năm 1991. Và ông được xem là người mở đường có công lớn trong công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam. Đây là chân dung của cố bí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư của thời kỳ đầu đổi mới của đất nước vào năm 1986. Vậy thì trong cái đoàn phim vừa xem, các em cũng thấy cái quan điểm của đảng ta về quá trình đổi mới được thể hiện rất là rõ. Vậy quan điểm đó là gì? Cô mời các em tìm hiểu về quan điểm đổi mới của đảng. Trước hết, từ việc tìm hiểu cái hoàn cảnh lịch sử trong nước và hoàn cảnh thế giới, chúng ta có thể thấy được rằng đổi mới theo nhận thức của chúng ta, của đảng thời kỳ đó là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, nó là yêu cầu tất yếu cần phải làm để bảo vệ cái sự tồn vong của chế độ. Nhưng với quan điểm của đảng là gì? Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu đó được thực hiện có hiệu quả bằng những cách thức, bước đi và biện pháp phù hợp hơn. Đổi mới toàn diện, đồng bộ từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, tư tưởng.
Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, mà trọng tâm là đổi mới về kinh tế. Vậy thì với quan điểm này, Đảng đã cụ thể hóa cái quan điểm của mình thành cái nội dung của đường lối đổi mới như thế nào? Cô mời các em tìm hiểu phần tiếp theo, nội dung đường lối đổi mới. Trước hết, cô chia sẻ với các em nội dung đổi mới về kinh tế. Xét về lĩnh vực kinh tế, thì trong đoàn phim tìm hiểu về hoàn cảnh lịch sử, các em thấy trước đổi mới, nước ta tồn tại cái cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Và đó cũng chính là cái hạn chế, nó kéo lùi cái sự phát triển của lịch sử. Hạn chế đó, nó đã dẫn đến cái hệ quả rất lớn là nhân dân ta thiếu ăn triền miên. Do vậy, một trong những nội dung được chú trọng đầu tiên, đó là xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp. Và trên cơ sở đó sẽ tiến tới hình thành cơ chế thị trường. Đồng thời, xây dựng nền kinh tế nhiều ngành nghề và phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Và với cái định hướng về đổi mới nội dung kinh tế như vậy, thì sau đổi mới, bên cạnh cái thành phần kinh tế nhà nước tồn tại trong cái thời kỳ bao cấp, ở nước ta đã xuất hiện thêm những cái thành phần kinh tế mới. Cô giới thiệu với các em về những thành phần kinh tế được hình thành ngay sau cái quá trình đổi mới của Đảng. Bên cạnh kinh tế nhà nước, thì chúng ta đã có sự xuất hiện của kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế nhà nước các em có thể nhìn thấy vẫn đóng vai trò chủ đạo. Còn để biết rõ và cụ thể về các thành phần kinh tế này thì các em sẽ liên hệ lại kiến thức về môn địa lý, môn giáo dục công dân chúng ta đã học để ta làm rõ những cái khái niệm này. Vậy thì như thế nào được gọi là kinh tế thị trường, cái đặc trưng cơ bản của nó là gì? Để giúp các em hiểu rõ hơn về điều đó, cô chia sẻ với các em cái thông tin sau. Về cơ chế kinh tế chúng ta đang chuyển đổi từ bao cấp ta chuyển sang cái kinh tế thị trường. Vậy thì kinh tế thị trường đó là một cái nền kinh tế mà nó có đặc điểm là phải vận hành theo quy luật. Đồng thời, giá phải do quy luật cung cầu điều tiết. Có nghĩa là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai, giá bao nhiêu, thì cái đó sẽ do người tiêu dùng quyết định. Hay hiểu đơn giản là do thị trường quyết định. Và những cái chủ thể của cái nền kinh tế này phải là chủ thể kinh tế độc lập. Thì trên màn hình các em đang nhìn thấy là ba cái đặc điểm cơ bản của một nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, đối với đất nước Việt Nam thì nền kinh tế thị trường của ta là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên ta có thêm một cái đặc điểm rất là cơ bản, đó là có sự quản lý của nhà nước. Sự quản lý của nhà nước, vai trò của nhà nước đầu tàu kinh tế, quản lý điều tiết nền kinh tế để đảm bảo nền kinh tế đi đúng theo định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Và kiến thức này cũng liên quan trực tiếp đến kiến thức địa lý các em đã học. Do vậy, để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ kết hợp lại kiến thức địa lý, chúng ta sẽ làm rõ nội dung này trong bài học của các em. Nội dung thứ hai cô muốn chia sẻ với các em là đổi mới về chính trị. Về chính trị, quan điểm của Đảng ta đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Như vậy, đến đây cô đã chia sẻ với các em cái quan điểm và nội dung đường lối đổi mới của Đảng. Tuy nhiên, như chúng ta biết, một cái đường lối, một cái chủ trương chỉ có thể được đánh giá khi nó được vận dụng thành công trong thực tiễn. Vậy, đường lối đổi mới này của Đảng đã được thực hiện như thế nào trong thực tiễn lịch sử nước ta thời kỳ đó? Cô mời các em tìm hiểu tiếp phần 2 lớn, quá trình thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến năm 2000. Một nhỏ kế hoạch 5 năm 1986-1990. Vậy thì qua cái đoàn phim về Đại hội Đảng 6 mà cô cung cấp cho các em lúc này, chúng ta có thể thấy cái mục tiêu mà Đảng ta xác định trong đường lối đổi mới rất là rõ, đặc biệt là qua cái kế hoạch 5 năm 1986-1990. Và với thực tiễn đất nước ta trước đổi mới thì mục tiêu lớn chúng ta đề ra trong cái kế hoạch 5 năm này là cả nước tập trung lực lượng giải quyết 3 chương trình kinh tế lớn, gồm có lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Vậy mục tiêu này đã được thực hiện với kết quả bước đầu như thế nào? Cô mời các em tìm hiểu kết quả bước đầu của kế hoạch 5 năm 1986-1990. Kết quả này cô sẽ cung cấp cho các em qua một đoạn phim. Nhiệm vụ của các em khi xem phim là ghi nhớ nhanh cho cô thành tựu đạt được trên 3 lĩnh vực
của mục tiêu mà cô vừa cung cấp lúc này, đó là lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Bây giờ cô mời các em xem đoạn phim. Công cuộc đổi mới khởi động năm 1986 là dấu mốc quan trọng, bắt đầu cho thời kỳ thay đổi của kinh tế đất nước. Từ một quốc gia nghèo, thiếu thốn sau chiến tranh, mục tiêu chính là đảm bảo lương thực, công nghiệp thương mại hầu như chưa có gì. Việt Nam đã chuyển mình trở thành một quốc gia mạnh về xuất khẩu, từng bước thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao đời sống người dân. Ba thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng trung bình nền kinh tế đạt hơn 6,6% một năm. Riêng giai đoạn từ năm 1992 đến năm 1997, GDP Việt Nam đã tăng trên 8% mỗi năm. Người Việt đã bước vào ngưỡng thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người tiến gần 2.000 đô la Mỹ một năm theo giá thực tế, tương đương hơn 5.000 đô la Mỹ theo ngang giá sức mua. Cùng với tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cũng giành được nhiều kết quả trong ổn định kinh tế vĩ mô. Từ mức tăng phi mã những năm cuối thập kỷ 80, lạm phát đã giảm dần về mức hai con số đầu những năm 90 và khoảng 5% trong những năm gần đây. Từ tư thế một nước nhập khẩu lương thực, mỗi một năm phải nhập từ nửa triệu đến một triệu tấn lương thực để nuôi sống người dân, thì chỉ có một năm, đúng một năm sau khi đổi mới, chúng ta có dư thừa ra một triệu tấn gạo để xuất khẩu. Và từ đó dần dần Việt Nam xác lập vị thế của mình là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Đấy cũng là một thành tựu vô cùng kỳ diệu. Như vậy đoàn phim vừa cung cấp cho chúng ta cái thành tựu trên ba cái lĩnh vực. Và riêng cái thành tựu về lĩnh vực lương thực thực phẩm thì đó là một cái thành tựu kỳ diệu của đất nước chúng ta đạt được trong kế hoạch 5 năm 1986-1990. Để giúp các em thấy rõ hơn về cái thành tựu đó như thế nào thì cô cung cấp cho chúng ta cái biểu đồ. Biểu đồ sản xuất lương thực của nước ta từ năm 1987 đến năm 1989. Quan sát trên biểu đồ, các em có thể dễ dàng nhận thấy từ năm 1987 đến năm 1989, trung bình mỗi năm như vậy, sản lượng lương thực của chúng ta tăng 2 triệu tấn. Và chính cái thành công này đã góp phần giúp chúng ta trở thành cái nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Và cô cung cấp cho các em hai cái hình ảnh nông dân thu hoạch những cái vụ mùa bội thu. Bên cạnh đó là cái hình ảnh chúng ta đang xuất khẩu gạo tại cảng Sài Gòn. Và qua đoạn phim, qua cái hình ảnh mà cô đang cung cấp ở trên màn hình, chúng ta có thể dễ dàng rút ra được cái kết luận thành tựu về lĩnh vực lương thực thực phẩm. Đó là gì? Từ chỗ thiếu ăn triền miên thì đến năm 1989, chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu. Năm 1989, nước ta đã xuất khẩu được 1,5 triệu tấn gạo và trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu của thế giới. Như vậy, với cái thành tựu đạt được trên lĩnh vực lương thực thực phẩm đã góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân và thay đổi cán cân xuất nhập khẩu. Thành tựu đó có được là kết quả tổng hợp của việc phát triển sản xuất, thực hiện chính sách khoáng trong nông nghiệp, xóa bỏ chế độ bao cấp, tự do lưu thông và điều hòa cung cấp lương thực thực phẩm trên phạm vi cả nước. Và cái tư tưởng khoáng trong nông nghiệp này nó bắt đầu từ cái tư tưởng của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Hoàng Kim Ngọc. Ông được mệnh danh là cha đẻ của cái chính sách khoáng trong nông nghiệp hay đi vào lịch sử với cái tên gọi là khoáng 10. Bên cạnh cái thành tựu về lương thực thực phẩm, thành tựu thứ hai đó là hàng hóa trên thị trường. Thì trên màn hình các em đang nhìn thấy, cô cung cấp lại cho chúng ta cái hình ảnh nhân dân ta mua hàng hóa ở thời điểm trước đổi mới, với cái cảnh rất phổ biến đó là chen chúc ở cả cái cửa hàng lương thực, cửa hàng mậu dịch chờ đến lượt mình để mua hàng thông qua chỉ đồ tem phiếu. Tuy nhiên sau đổi mới thì hình ảnh các em có thể nhìn thấy cái lượng hàng hóa được cung cấp trên thị trường là phong phú hơn, chất lượng mẫu mã của hàng hóa các em thấy đa dạng hơn, việc đi lại mua bán của người dân cũng trở nên dễ dàng hơn. Và hai kênh thông tin đó có thể dễ dàng cho các em rút ra một cái kết luận là gì? Về hàng hóa trên thị trường đã ngày càng dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi hơn. Mẫu mã chất lượng có nhiều tiến bộ, phần bao cấp của nhà nước đã giảm đáng kể. Và thắng lợi này cũng là thắng lợi của quá trình chỉ đạo trong thực hiện đường lối đổi mới. Thắng lợi của việc các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường. Phần bao cấp của nhà nước về vốn, giá vật tư và tiền lương đã giảm đáng kể. Và đi kèm với kết quả trên hai lĩnh vực, lương thực thực phẩm, hàng hóa trên thị trường, nó đã thúc đẩy và chuyển đổi cái cán cân xuất nhập khẩu. Đó cũng là thành tựu lớn thứ ba chúng ta đạt được trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Nhờ kết quả đạt được về kinh tế trên hai lĩnh vực kia thì kinh tế đối ngoại chúng ta không ngừng được mở rộng. Hàng xuất khẩu đã tăng gấp 3 lần so với trước đó. Và đặc biệt hai cái mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của chúng ta chính là gạo và dầu thô. Cùng với đó là nhập khẩu đã giảm đáng kể.
thì đây là kết quả đạt được trong thực hiện đường lối đổi mới với mục tiêu 3 chương trình kinh tế lớn: lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Bây giờ để các em có một cái nhìn toàn diện về kết quả đạt được qua thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990, cô cung cấp cho chúng ta qua cái số liệu kiềm chế lạm phát như sau. Về việc kiềm chế lạm phát, các em có thể quan sát cái biểu đồ. Biểu đồ giảm mức lạm phát từ năm 1986 cho đến năm 1990. Các em có thể nhìn thấy là nếu năm 1986 tỷ lệ lạm phát hàng tháng của chúng ta là 20%, đến năm 1988 tỷ lệ đó được đẩy lùi xuống 14%. Thì đặc biệt chúng ta rất thành công ở năm 1990, con số đó chỉ còn 4,4% một tháng. Mặc dù vẫn còn cao, nhưng đó là một thành công rất lớn của chúng ta trong việc kiềm chế và đẩy lùi tình trạng lạm phát. Thì do vậy, một trong những kết quả quan trọng nữa chúng ta đạt được đó là kiềm chế được một bước đà lạm phát. Thông qua những thành tựu đạt được đó đã góp phần bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Bây giờ, cô mời các em theo dõi cái thông tin sau. Cô cung cấp cho các em cái thông tin so sánh về cái kế hoạch nhà nước 5 năm 1981-1985 trên 6 lĩnh vực chính. Và bên cạnh đó là thông tin của kế hoạch nhà nước 5 năm 86-90 để chúng ta đối chiếu. Nếu như ở kế hoạch 5 năm 1981-1985 về lương thực thực phẩm chúng ta thiếu ăn, thường xuyên phải nhập khẩu, thì năm 86-90 ta đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu. Nếu hàng hóa trên thị trường của giai đoạn trước khan hiếm, thì ở giai đoạn sau chúng ta đã dồi dào, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi. Kinh tế ở giai đoạn đầu đang ở vào cái thời điểm mất cân đối, thì ở giai đoạn 86-90 đã cân bằng được xuất nhập khẩu. Tỷ lệ lạm phát của giai đoạn sau, các em thấy đã kiềm chế được một cách rất là cơ bản, và cơ chế kinh tế đã thay đổi hướng theo cái cơ chế kinh tế hàng hóa nhiều thành phần như chúng ta vừa tìm hiểu, và bộ máy nhà nước cũng được sắp xếp lại và phát huy dân chủ hơn. Vậy, qua 6 nội dung thành tựu của kế hoạch 5 năm 1986-1990 mà cô đang cung cấp, các em có thể đánh giá gì về đường lối đổi mới được Đảng ta đề ra từ năm 1986 nào? Cô tin chắc là chúng ta cũng đã tự mình rút ra được cho mình cái nhận xét. Qua thành tựu đạt được của cái kế hoạch 5 năm 1986-1990 so với kế hoạch 5 năm 1981-1985, chúng ta có thể khẳng định rằng những thành tựu đó đã chứng tỏ đường lối đổi mới do Đại hội 6 đề ra là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp. Và đây chính là nền tảng để Đảng ta tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới thành công hơn trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Mặc dù vậy, bên cạnh những thành tựu đạt được, kế hoạch 5 năm 1986-1990 vẫn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Vậy hạn chế và yếu kém đó là gì? Cô mời các em tìm hiểu phần tiếp theo, hạn chế và yếu kém của kế hoạch 5 năm. Cái hạn chế lớn đầu tiên của chúng ta là kinh tế vẫn còn mất cân đối. Mất cân đối vùng miền, mất cân đối về cơ cấu ngành nghề. Nội dung này các em cũng đã được học rõ trong cái kiến thức về địa lý, cho nên chúng ta kết hợp phần kiến thức đó để ta làm rõ cái đơn vị kiến thức này. Thứ hai, lạm phát mặc dù đã được đẩy lùi rất cơ bản nhưng vẫn ở mức cao, 4,4% một tháng, các em nhân 12 tháng, chúng ta thấy cái mức độ lạm phát vẫn rất là cao. Rồi là lao động vẫn thiếu việc làm, đặc biệt là tình trạng tham nhũng, những hối lộ, mức dân chủ vẫn chưa được khắc phục. Những hạn chế này đã được Đảng ta thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra và rút kinh nghiệm để khắc phục, thực hiện thành công hơn trong những kế hoạch 5 năm tiếp theo. Tuy nhiên, như từ đầu cô đã nói, hai kế hoạch 5 năm tiếp theo nằm trong chương trình giảm tải, cho nên các em sẽ đọc sách giáo khoa để chúng ta tìm hiểu thêm về thành công của đất nước qua hai kế hoạch 5 năm 1991-1995 và 1996 cho đến 2000. Bây giờ, để giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, cô cung cấp cho các em bằng cái sơ đồ kiến thức bài học như sau. Đường lối đổi mới của Đảng, các em sẽ nắm cho cô qua 3 nội dung: hoàn cảnh lịch sử, đường lối đổi mới và việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990. Trong hoàn cảnh thì các em sẽ nắm cho cô hoàn cảnh trong nước và hoàn cảnh thế giới. Từ hoàn cảnh này đã đặt ra yêu cầu bức thiết là chúng ta phải thực hiện đường lối đổi mới. Đổi mới trong thời điểm đó mang tính tất yếu, sống còn đối với đất nước.
Về đường lối đổi mới, các em sẽ nắm cho cô thời gian, quan điểm và nội dung. Trong phần nội dung, các em tập trung nội dung đổi mới về kinh tế và nội dung đổi mới về chính trị. Về kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990, các em sẽ ghi nhớ mục tiêu, kết quả. Trong phần kết quả thì lưu ý cho cô là về lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Và cuối cùng, các em nắm những cái hạn chế yếu kém của kế hoạch 5 năm này. Các em thân mến, đến đó là cô đã chia sẻ với các em đầy đủ kiến thức của tiết học ngày hôm nay. Và để giúp cho các em có thể tự kiểm tra về việc học của mình ở nhà, thì cô cung cấp cho chúng ta những câu hỏi trắc nghiệm để luyện tập lại, các em tự đánh giá quá trình học tập của mình ở nhà. Câu hỏi thứ nhất, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra tại Đại hội 6 tháng 12 năm 1986, xác định trọng tâm cơ bản là đổi mới về chính trị, kinh tế, tư tưởng hay văn hóa. Câu hỏi số 2, trong đường lối đổi mới năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì muốn thu hút được vốn đầu tư của nước ngoài, muốn tận dụng được nhiều nguồn nhân lực, muốn thúc đẩy được kinh tế tư bản tư nhân phát triển hay có điều kiện để phát triển nền kinh tế thị trường. Câu hỏi số 3, một trong những nội dung đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1986 là đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xây dựng nhà nước chuyên chính dân chủ và xác lập vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Câu hỏi số 4, nguyên nhân quyết định đưa đến chủ trương tiến hành đổi mới đất nước vào năm 1986 của Đảng Cộng sản Việt Nam là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước, đất nước đang lâm vào khủng hoảng đặc biệt là về kinh tế xã hội và cuộc khủng hoảng toàn diện tại Liên Xô và các nước Đông Âu. Câu hỏi số 5, trong kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990, nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm Việt Nam cần thực hiện là ba chương trình kinh tế lớn, đổi mới về tư tưởng, chính trị, kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa và xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Câu hỏi số 6, một trong những khó khăn tồn tại của kế hoạch 5 năm 1986-1990 trong công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam là không có những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao, vẫn phải liên tục nhập khẩu gạo từ bên ngoài, nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát cao, hiệu quả kinh tế thấp, và hàng tiêu dùng tuy dồi dào, đa dạng nhưng chưa được lưu thông. Sáu câu hỏi cô cung cấp đó khái quát kiến thức toàn bộ bài học chúng ta vừa học hôm nay. Và các em sẽ tự làm ở nhà, sau đó nhờ sự kiểm tra đánh giá của giáo viên bộ môn các em ở trường, thông qua việc các em trực tiếp liên lạc với giáo viên bộ môn. Đến đây, cô đã chia sẻ xong với chúng ta toàn bộ nội dung của bài học. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong tiết học. Chào thân ái và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.